Hello mọi người nhé. Ở video này mình quay về sửa cái máy tắm nước nóng này mọi người. Chiếc bật điện nó của nhà khách nó không có hoạt động. Bật điện thì mình chưa cắm điện xong. Cắm điện đây hả cháu? Cháu cắm đi. Giỏi nhỉ. Cù này nó thấy điện chưa cắm nó cắm luôn. Đang để ra sau nhìn. Ok. Cắm điện như vậy không hoạt động. Ok nhé mọi người, mình thấy cắm điện này vẫn không hoạt động. Mình cái đồ này mình tháo đó. Chúng mình là mùa mưa nên giờ khách hay dùng cái này nhiều lắm. Trước tiên tháo đốc ở dưới đáy này, mình sẽ mở cái nắp này ra, cạy ra nâng lên là nó sẽ ra thôi. Đây là nhìn cấu tạo chung của máy. Trước tiên thì mình sửa nhanh những cái gì hư trước. Mình thấy con giờ lên nhiệt này, đây là con giờ lên nhiệt, bảo vệ quá nhiệt nó sẽ nhảy lên. Mình sẽ nhấn luôn giờ lên nhiệt xuống. Trong nhà tắm thì mọi người đi dép thôi nhá. Mình lấy cái bút thư điện cho an toàn. Nhất. Đây mình quay sửa theo kinh nghiệm của mình, thực tế của mình luôn á. Nên là mình nhấn xuống mọi người này. Nhấn xuống này. Đây, nhấn cái nút đỉnh nút này, nhấn xuống. Nhấn không được luôn. Nhưng ta không hiểu cái đấy. Mình sẽ đo điện đi. Ngồi đây. Đây. Không có điện. Không có điện nữa. Sẽ kiểm tra lại ngoài kia. Chọc thử. Bút điện vẫn sáng. Vậy cái kia không có điện. Vậy thì chưa có nguồn cấp cho nó. Vậy mình đang nghi hư ngoài này đó mọi người. Nó nhảy cái CB chống giật đấy mọi người. Vậy nó nhảy với cái CB chống giật kia. Cái chống giật. Mình nhấn nó sáng rồi. Ra đây mọi người này. Mình ho. Để bị vậy cái vấn đề cái máy này là bị hư cái nhảy cái CB chống giật này thôi, không có bị hư cái gì trong máy cả. Mình lắp lại. Hư nhẹ thôi mọi người. Khi chúng nhật kia thì cái này chắc nó quá tải quá dòng của nó là nó ngắt, chạm điện nó sẽ ngắt. Thường thường mà cái áp lực nước mình thấy ở nhà khách này thì cái áp lực nước ra rất là thấp. Từ từ thì mình vặn cái này xong mình chỉ cho mọi người. Đây mọi người, cái áp lực mình tắt đi, cái áp lực nước ra rất là thấp. Như này. Thấp như này thì cái lực người ta vặn quá nhiệt độ, cái lực đốt nóng sẽ quá là mạnh. Thì cái bầu đốt nóng mạnh quá thì nhiều khi nó quá tải, người kia nó sẽ ngắt CB. Đây, mọi người chỉ với mọi người luôn. Ở đây có một cái rác chặn này. Mọi người lâu lâu nên vệ sinh cái này. Ở cái khóa nước mình sẽ lấy cái kìm rút ra. Mọi người xoáy cái cục này ra này. Xong rồi rút cái này ra nhá. Đây. Cái lọc rác, mình thấy đó, rác nó bám bẩn này, nghe thấy không? Thì nó bám bẩn như này thì nó áp lực ra nước yếu thì nó hay bị cái bệnh mà mình như mình vừa nói này, CB. Cái này thì mọi người lấy bàn chải chà sạch đi là được thôi, rêu này. Đó, thì mình biết được cái bệnh hư của nó như thế là sẽ có nguyên nhân của nó thì nó mới bị hư như thế, nó bị nhảy kia như thế, chứ mình dùng cái kia nó chẳng nhảy bao giờ. Mình chà sạch đi nhá, cái này mình quay vào một tay nên giờ mình tạm dừng video mình chà sạch đã. Ok mọi người, chào sạch rồi. Sau đó mình lắp vào, nhấn vào, hết cỡ vào. Mình vặn lại cái nắp
nắp chặt gen này. Ok, mở đấy. Mở thì nước sẽ cắt sẽ mạnh hơn. Lúc đầu thì yếu đó mọi người, nó phun ra rồi này, là nó chạy trong lòng vòng ở ngoài lúc đầu ấy thôi. Mình thử máy nhá, nhấn reset này. Chưa lắm. Cái này áp lực nước vẫn rất là yếu. Vũ sao ạ? Vì máy nó chưa, mình chưa thấy bơm. Mọi người phải nhấn thêm nút này tăng cường bơm này. Đó. Nếu này là tăng cường. Để áp lực yếu quá nó sẽ tăng cường thêm. Là máy kêu bơm này. Nước mạnh ra hơn nữa người này. Còn nóng mà. Nóng rồi mọi người. Ấm ấm rồi. Ok mọi người, đối với cái áp lực yếu quá thì mọi người phải nhấn cái nước này này. Nút này này, nút này là nút tăng cường. Nước yếu. À, vì nước yếu thì cái giờ le đấy nó không không đá được, nó không ăn được thì máy không hoạt không hoạt động được, vì nhấn nước đâu. Ok mọi người, mình thoát nước đi. Được cái đấy mọi người, nhấn lại nó chạy thôi. Chút sửa xong rồi nha cháu. Cu này dễ thương quá. Về mẹ là chút thì xong rồi nhá. Khi nào mà mẹ về á, khi nào mẹ về thì bảo chút thì xong rồi nhá. Ok mọi người nhá, cảm ơn mọi người xem video nhá. Chào mọi người.